Vụ cháy ở văn quán, khu vực cháy có nhiều vật dụng dễ bắt lửa Con gái nói dối em trai nợ 5 tỷ để thử lòng bố Và câu nói của bố khiến nhiều người suy ngẫm Phá hai sòng bạc ẩn mình trong bãi xe ở thành phố Hồ Chí Minh Phát tải tiền đi mua vàng, có người lãi trăm triệu trong chớp mắt Vụ cháy ở văn quán, khu vực cháy có nhiều vật dụng dễ bắt lửa Liên quan đến vụ cháy tại đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, trao đổi với ông Tạ Vĩnh Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội cho biết, khu vực xảy ra cháy là bãi trung chuyển hàng hóa thuộc chợ đêm nông sản Văn Quán. Tại đây, các láng trại chủ yếu làm bằng khung sắt, lợp mái tôn được người dân dựng lên từ lâu. Bên trong các láng tạm này chủ yếu là nông sản, bao tải, thùng xốp. Vì vậy, khi xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát rất nhanh và lan sang khu vực lân cận. Theo tìm hiểu từ những người dân sinh sống tại khu vực này, đám cháy được phát hiện lúc 13 giờ 50 phút ngày 26 tháng 12. Khi lửa lớn bốc lên, người dân đã cùng nhau thực hiện các biện pháp dập lửa và gọi điện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khoảng 14 giờ 10 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông, đội chữa cháy trung tâm 4, công an thành phố Hà Nội đã điều 4 xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường đám cháy. Đến 14 giờ 50, đám cháy về cơ bản được dập tắt. Khu vực cháy được xác định là bãi trung chuyển hàng hóa thuộc chợ đêm nông sản Văn Quán. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 50 mét vuông láng tạm của người dân. Vụ cháy không gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an quận Hà Đông điều tra làm rõ. Cảnh sát giao thông Hà Nội truy đuổi tên cướp điện thoại của người đi đường. Ngày 26 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội thông tin việc bắt tên cướp điện thoại của người đi đường. Cụ thể, khoảng 5 giờ 20 phút cùng ngày 26 tháng 12, tại đường Nguyễn Trãi, hướng đi quận Hà Đông, Hà Nội. Khi đội Cảnh sát Giao thông số 7, Phòng Cảnh sát Giao thông đang tập trung điểm danh quân số để triển khai thực hiện nhiệm vụ thường nhập, bất ngờ nghe tiếng người dân hô cướp. Đồng thời, một số người dân đang đuổi theo một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm mặc áo khoác xe ôm công nghệ đang chạy bộ trên đường. Ngay lúc đó, đại úy Nguyễn Văn Tiến, cán bộ đội cảnh sát giao thông số 7 đang ở cổng đơn vị đã lập tức truy đuổi đối tượng nghi vấn. Cuộc truy đuổi diễn ra khoảng 1 km từ đường Nguyễn Trãi qua các ngõ 597, ngõ 583 Nguyễn Trãi. Khi đến trước cửa chung cư nàng hơn, đại úy Tiến cùng với nhân dân đã bắt giữ và khống chế được đối tượng. Tại trụ sở làm rõ đối tượng là Dương Đoàn Trọng, sinh năm 1998 ở xóm 3, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, Nam Định. Tăng vật thu giữ là một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro Max màu vàng. Đối tượng Trọng đã khai nhận về hành vi cướp điện thoại nói trên của một phụ nữ tại ngõ 192 Nguyễn Trãi. Ngay sau đó, đội cảnh sát giao thông số 7 đã tìm ra chủ nhân của chiếc điện thoại bị cướp là chị Cao Thị Cúc, sinh năm 1995 ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đồng thời bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho công an phường Văn Quán, quận Hà Đông để tiếp tục xử lý theo quy định. Con gái nói dối em trai nợ 5 tỷ để thử lòng bố và câu nói của bố khiến nhiều người suy ngẫm. Theo đó, ông bố đang ngồi ngắm cây cảnh bên ban công thì nghe cô con gái thông báo rằng người con trai vừa bị vỡ nợ, người bố thoáng một chút bàng hoàng trong vài giây, gương mặt dù không có chút nào biến sắc, nhưng đôi mắt của ông mở to ửng đỏ và thoáng qua một nét lo âu, ông vội vàng xác nhận lại với con gái rằng có sự thật là như vậy hay không. Tuy nhiên, sau khi con gái xác nhận lại rằng người em trai thật sự bị vỡ nợ lên đến 5 tỷ đồng thì ông bố đã nghĩ ngay đến việc con trai mình đã đầu tư vào đâu để dẫn đến vỡ nợ, thay vì cho rằng đứa con trai ăn chơi như thế nào. Tiền bố còn mảnh đất hương hỏa nhỏ nhỏ của ông bà để lại trước giờ, chỉ để chồng rau, có lẽ đến lúc phải bán đi để cứu giúp con trai qua lúc ngặt nghèo. Bên cạnh đó, người bố còn thể hiện tinh thần lạc quan tích cực, động viên ngược lại cho các con có thêm niềm tin để cùng nhau vượt qua sóng gió. Mặc dù đây chỉ là một lời nói dối của cô con gái để thử lòng bố, không có chuyện em trai vỡ nợ, nhưng cũng đủ để thấy tình thương bao la của người bố dành cho các con. Khi tài sản đốc đai chỉ là phù du, con cái bình an mới là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của các bậc làm cha làm mẹ. Xem video trên mạng, vợ phát hiện chồng đã bí mật có hai vợ, ba con, hành động sau đó khiến ai cũng thán phục. Truyền thông Trung Quốc mới đây đã đưa tin về câu chuyện của người phụ nữ họ Chu tại Hàng Châu và thu hút nhiều sự chú ý. Theo đó, trong một lần lướt xem các video ngắn trên mạng xã hội, bà Chu đã phát hiện một video có xuất hiện hình ảnh của chồng mình. Đáng nói, anh ta đang chụp ảnh cưới cùng những người phụ nữ khác. Để làm rõ những nghi ngờ, bà Chu quyết định tìm kiếm thông tin trên điện thoại di động của chồng. Từ đó, bà phát hiện chồng mình có để hai cô nhân tình ở bên ngoài. Thông qua việc kiểm tra giao dịch ngân hàng và các ứng dụng chuyển tiền khác từ điện thoại của chồng, bà Chu đã thu được nhiều hồ sơ chuyển khoản không xác định của anh ta. Đáng nói, trong quá trình điều tra, bà Chu càng sốc hơn khi phát hiện chồng đã tổ chức đám cưới với nhân tình chân chân ở tỉnh khác và có con. Được biết, số tiền mà chồng của bà Chu gửi cho chân chân rơi vào khoảng 800.000 nhân dân tệ, hơn 2,7 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục phát hiện chồng tổ chức đám cưới với một nhân tình họ vương ở tỉnh khác. Cô nhân tình này thậm chí còn sinh được hai đứa con cho anh ta. Vì thế, nên số tiền chồng cô chuyển cho họ Hoàng thậm chí đã lên đến 4 triệu nhân dân tệ, hơn 13,5 tỷ đồng. Vì thấy chân chân còn nhỏ tuổi và phải nuôi con một mình, nên bà Chu từ bỏ việc truy cứu trách nhiệm pháp lý. Bà cũng không yêu cầu cô trả lại tài sản mà chồng đã tặng. Riêng người phụ nữ họ Hoàng khẳng định số tiền 4 triệu nhân dân tệ là thu nhập hợp pháp của mình, chứ không phải quà do chồng bà Chu tặng. Báo cáo của tòa án chỉ ra rằng 4 triệu nhân dân tệ, đó là không hợp lệ, và bà Hoàng phải trả lại tiền cho người vợ hợp pháp là bà Chu. Dù vậy, người chồng của bà Chu thì vẫn kiên quyết với quan điểm tôi không sai vì tôi yêu cả ba người họ một cách chân thành. Hiện tại, bà Chu vẫn đang kiên quyết với vụ kiện của mình. Phá hai sòng bạc ẩn mình trong bãi xe ở thành phố Hồ Chí Minh ập vào bãi xe Phạm Hùng 1 trên đường Võ Chí Công, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, công an phát hiện bắt quả tang 8 người đang sát phạt trên hai sòng bạc. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Vũ Văn Khuy, Lê Việt Anh, Lê Minh Hiếu, Nguyễn Văn Hưng, Lê Ái Chiêu Minh, Nguyễn Thanh Thảo, Trương Vũ Tiến, Phan Hữu Quốc để điều tra về hành vi đánh bạc. Tối ngày 24 tháng 12, công an thành phố Thủ Đức ập vào bãi xe Phạm Hùng 1, đường Võ Chí Công, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 8 người đang sát phạt dưới hình thức bài phẩm trên hai sòng bạc. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ tiền, tài liệu liên quan để đưa về trụ sở làm việc. Theo công an, nhóm người tham gia đánh bạc đa phần là các tài xế gửi xe trong bãi xe này. Thời điểm kiểm tra, tổng số tiền dùng để đánh bạc của hai sòng hơn 17 triệu đồng. Không tìm ra đối tượng gây sự cố cầu Bình Phước 1, thành phố Hồ Chí Minh tự bỏ tiền sửa. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông báo về kết quả giám định nguyên nhân sự cố công trình cầu Bình Phước 1 trên đường Quốc lộ 1, thuộc địa phận thành phố Thủ Đức và quận 12. Kết quả xét từ đề nghị của tổ điều tra sự cố công trình cầu Bình Phước 1 cùng với ý kiến giải trình và đề xuất của Sở Giao thông Vận tải thành phố. Theo đó, nguyên nhân sự cố do có tác động của ngoại lực va chạm theo phương ngang cầu hướng từ phía hạ lưu về thượng lưu và dầm biên tại nhịp chính phía hạ lưu của cầu. Ủy ban nhân dân thành phố cũng chấp thuận chủ trương cho phép Sở Giao thông Vận tải sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, kinh phí duy tu giao thông để khẩn trương khắc phục sự cố tại cầu Bình Phước 1. Thời hạn hoàn thành trong quý 1 năm 2024. Trước đó ngày 8 tháng 8 năm 2022, trong khi kiểm tra cầu, công ty cổ phần công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tại vị trí cánh dưới và bản bụng của dầm biên cầu Bình Phước 1 bị biến dạng nặng, hệ khung dầm ngang bằng thép liên kết với các dầm chủ ở vị trí này cũng bị cong vênh. Sự cố này không gây thiệt hại về người, nhưng phần cánh dưới và bản bụng dầm biên phía hạ lưu, dầm thép thuộc nhịp chính bị hư hỏng, biến dạng hệ khung dầm ngang liên kết các dầm chủ ở vị trí này cũng bị cong vênh. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, xử lý sự cố, đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận 12, Công an Thành phố Thủ Đức điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố. Tử hình kẻ giết người rồi đốt xác để phi tang ở Quảng Ninh, Hôm ngày 26 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Văn Thắng, sinh năm 1967, trú phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, về tội giết người và chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2012 tại ngôi nhà 3 tầng của Vũ Văn Thắng, tổ 2B khu 1, phường Cao Xanh, đối tượng đã có hành vi dùng dao, kiếm, chém làm anh Vũ Văn Trọng tử vong. Sau đó Thắng đã bỏ sát anh Trọng lại. Đến ngày 30 tháng 3 năm 2012, Thắng đã dùng xe máy chở xác anh Trọng đến dốc Thác Đình, thôn Tân Lập, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, nay là xã Tân Dân, thành phố Hà Long. Tại đây, Thắng vứt sát anh Trọng xuống hố rác rồi châm lửa đốt. Sự việc bị bại lộ, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương. Khoảng 2 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2012, tại khu vực nhà nghỉ 3 số 5, thành phố Hải Dương, khi phát hiện bị lực lượng công an truy bắt, Thắng đã có hành vi nổ súng chống lại rồi lấy một chiếc xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, người này đã bị bắt sau đó. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Thắng mức án tử hình với hai tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Anh đâm em trai ruột tử vong ở Thái Bình chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ. Tối ngày 26 tháng 12, theo nguồn tin, Công an huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp và một số đơn vị nghiệp vụ có liên quan của Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra vào ngày 22 tháng 12 tại thôn Đa Cốc, xã Bình Thanh, huyện Kiến Sương. Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 21 giờ tối ngày 22 tháng 12, tại nhà Lê Văn Duẩn sinh năm 1982, trú thôn Đa Cốc, xã Bình Thanh, huyện Kiến Sương, do phát sinh mâu thuẫn giữa Duẩn và em trai là Lê Văn Độ, sinh năm 1997 ở cùng thôn, dẫn đến Duẩn đâm vào ngực của Độ khiến anh bị tử vong sau đó. Nhận được tin báo của xã Bình Thanh, công an huyện Kiến Sương, khẩn trương có mặt tại hiện trường vụ việc, tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Duẩn, đưa đối tượng cùng hung khí gây án về trụ sở để điều tra làm rõ. Theo một người dân trú huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, anh em Duẩn và Độ ăn uống tại dỗ bà ngoại. Sau bữa dỗ, cả hai anh em sang nhà nội để uống nước, bàn chuyện công việc cùng gia đình. Tại đây, Đỗ có đề nghị tiếp tục về nhà anh trai cách đó không xa để hát karaoke, nhưng Duẩn mệt và đã muộn nên không đồng ý. Sau đó hai anh em lời qua tiếng lại, cãi vã dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau. Duẩn sau đó bỏ qua và về nhà mình, nhưng Đỗ lại mang theo dao và qua nhà tìm Duẩn, nên dẫn đến hai anh em ẩu đả, gây hậu quả nghiêm trọng như đã nêu. Miền Bắc kết thúc rét đậm, rét hại. Hôm nay hầu hết tỉnh thành miền Bắc tăng nhiệt. Hà Nội lúc 6 giờ rét 10 độ, đến trưa tăng lên 23 độ C, cao nhất kể từ ngày 16 tháng 12. Điểm cao trên 1.500m so với mực nước biển như Sapa, Lào Cai sáng hơn 5 độ, trưa lên 13 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khối không khí lạnh đang suy yếu, trường gió Đông Bắc khô cũng không còn hoạt động mạnh. Vì thế, từ đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái nhiều mây hơn, nền nhiệt tăng dần, mỗi ngày từ 1 đến 2 độ C. Trang AccuWeather của Mỹ dự báo ban đêm Hà Nội tăng khoảng 7 độ so với hôm nay, lên mức 16-19 độ, ba ngày tăng dần lên 26 độ C vào cuối tuần. Điểm cao Sapa cũng tăng nhiệt lên mức 9-18 độ C. Vì thế, Tết dương lịch năm nay ấm áp, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi của người dân. Miền Trung hai ngày tới, chịu tác động của nhiều động gió đông yếu, nên trời nhiều mây, trung trung bộ có mưa. Từ ngày 30 tháng 12, mưa chỉ còn về đêm và sáng. Tháng 12, miền Bắc trải qua hai hình thái thời tiết đối nghịch. Nửa đầu tháng trời nắng, nhiệt độ trung bình ngày trên 21 độ C. Từ 16 tháng 12, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, sau đó liên tục tăng cường khiến trời rét đậm, rét hại, trung bình ngày dưới 15 độ C. Ngày 22 tháng 12, mẫu sơn lạng sơn xuống âm 2 độ. Một ngày sau, tất cả tỉnh thành miền Bắc cùng 3 tỉnh Bắc Trung Bộ rét dưới 10 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo sang tháng 1 năm 2024, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm rét hại ít hơn, nhiệt độ toàn quốc cao hơn phổ biến từ 0,5 đến 1 độ C. Riêng Tây Bắc Bộ cao hơn 1 đến 2 độ C. Vác tải tiền đi mua vàng, có người lãi trăm triệu trong chớp mắt. Giá vàng SCC tăng lên mức cao nhất lịch sử, trên 80 triệu đồng trên một lượng. Nhiều người đổ xô mang bao tải tiền đến mua vàng và người chốt lời hàng trăm triệu đồng. Được biết, tâm lý đầu tư bầy đàn đã bắt đầu xuất hiện khi có dự báo giá vàng vẫn đang trên đà tăng tiếp. Giá vàng SCC sô so đổ mốc 80 triệu đồng trên một lượng đã thu hút sự chú ý lớn của các nhà đầu tư. Từ sáng ngày 26 tháng 12, phố vàng Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng Hà Nội nhộn nhịp ở một số nhà vàng lớn, khách mua xếp hàng ra tận cửa. Nhiều khách vác cả bao tải tiền đi mua vàng bất chấp giá vàng đang ở đỉnh các cửa hàng vàng nhân viên đếm tiền, phát vàng trở nên quá tải. Thậm chí, càng gần cuối ngày, nhiều nơi hết vàng, hẹn khách hôm sau đến lấy. Liên tục chỉ trong khoảng 2 tiếng giao dịch buổi chiều, giá vàng lại trồi sụt khó đoán định. Vào quãng 15 giờ, vàng SCC đã quay đầu lập tức, hạ xuống 78,8 triệu đồng trên một lượng bán ra. Như vậy, nhà đầu tư mua lúc đỉnh 80,3 triệu đồng trên một lượng lỗ ngay tiền triệu. Trước nhu cầu mua bán của người dân, trong phiên giao dịch ngày 26 tháng 12, nhà vàng cũng nới rộng khoảng cách mua bán lên 2 triệu đồng trên một lượng, thay vì quanh mức 1 triệu đồng trên một lượng như những ngày gần đây. Theo các chuyên gia, giá vàng trong nước tăng trong khoảng thời gian vừa rồi, xuất phát từ việc các kênh đầu tư trong nước khác như lãi suất gửi tiết kiệm giảm sâu, thị trường chứng khoán, bất động sản đang kém hấp dẫn. Nhiều chuyên gia vẫn cảnh báo người dân nên tỉnh táo khi đầu tư vào kênh này, khi giá vàng đã liên tục tăng nóng chỉ trong thời gian ngắn gần đây. Các chuyên gia cũng lưu ý, thị trường vàng phản ánh sự biến động của giá trị tiền tệ và lạm phát. Những người muốn đầu tư vào vàng nên theo dõi chặt chẽ các yếu tố này để cân nhắc và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp cho mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.